Trời ơi, nó vàng mà nó thơm quá. Quan trọng. Tình ta ấm áp. Xin chào cả nhà. Hồi sáng anh hai có mận cho mình 2 con gà. Đây là gà mình nuôi nè cả nhà. Quyên nuôi lâu lắm rồi đó. Dạ. 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 Ngọc Khê nè cả nhà. Con gà ở ngoài chợ mình mổ ra ha, cái phần ở dưới đây nè. Mở một lớp vàng ươm luôn. Nhưng mà con gà này là gà mình nuôi á. Ở đây không có mỡ à, cả nhà coi nè, chỉ có chút xíu vậy thôi à. Còn con gà ngoài chợ thì mỡ ở đây nhiều dữ lắm luôn á, mập á, cái da vàng dữ lắm, cái phô câu bự nữa. Còn gà mình cái đít có chút xíu à, teo héo luôn nè. Nguyên mùa lúa, bắp, chuối, gạo lứt nữa mà sao nó cũng không có mập nhiều cái nhà ha, kỳ ghê ha. Cái xong mà anh hai nói chắc là tại vì gà đất á, gà mình nuôi á là nó vậy đó. Rửa sạch rồi để miếng muối vô. Rồi. À. Quên tắt rồi cả nhà ơi. Để hái và cháy tắt. Mình có một cây tắt này nè. Tắt thì có suốt à. Bây giờ là đang có cái lứa trái lở nè. Trên đây thì bắt đầu có bông nữa nè cả nhà. Nó mấy lớp trái vậy đó. Có ăn hoài vậy đó. Mình uống tắc mật ong thì ra đây mình hái vô là uống thôi. Mình để ở đây đặng cho nó ráo nha. Mình sẽ đâm tỏi với muối với bột ngọt để ướp. Anh hai của Quyên đang chuẩn bị để nướng. Một lát mình nướng ở đây luôn nè cả nhà. Anh hai chuẩn bị rồi nè. Có vỏ dừa, than nước. Ở quê sướng quá cả nhà. Đang làm cái và thiếu ớt, cái mình ra cây ớt mình hái luôn à. Muốn ớt xanh có ớt xanh, muốn ớt đỏ có ớt đỏ nè. Gà nó đã ráo rồi, giờ mình sẽ ướp đâm nhuyễn như vậy luôn. Có vỏ không sao cả nhà. Ướp hồi vỏ nó rớt ra từng. Mình rửa tay rồi cái mình ướp luôn nha. Khỏi có đeo bao tay luôn. Mình sẽ để đây nha. Khoảng chừng 20 phút sau mình nướng nha mọi người. Trong thời gian đó thì Nguyên sẽ đi cắt rau sống để một lát mình ăn chung nha. Để đây đi. Cái gỗ bự quá nè cả nhà. Ây da, ây trời trời. Mình cắt ngang vậy nha. Hôm bữa nó đặc quá thì mình nhổ. Còn bây giờ thì cắt ngang đi. Ồ cây này nó có màu tím tím. Nó có bông nè. Ồ nó mập. Ăn hương mớ này nữa. Rồi chuẩn bị ăn chập nữa là
quyên dọn vườn luôn để mà mình trồng lại cái khác. Cái vườn mình bây giờ nó đã quá tuổi rồi, nó lớn tuổi lắm rồi đó. Mấy cây cải này nè quá lứa rồi, mình dọn lại để mà mình xạ lại một cái vụ mới cả nha. Giờ nó eo uột rồi nè, đất cũng bớt tơi xốp nữa. Bên đây là mấy cái cải bè dúng nè. Cải bè dúng thì nó vô bệnh nên là ăn không có được nhiều. Cải bè dúng cây này là ngon rồi nè, đỡ rồi đó. Gà chắc lội. Giờ thì anh hai của Nguyên sẽ xỏ gà vô cây đặng mình nướng. Cái kiểu này giống như là gà quay vậy đó. Út yêu của mình đây. Chào Út. Chào mọi người. Quên chào cả nhà nữa. Quên. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Sáng giờ Út phụ mình á, ở cái vườn rau có một số cỏ thì Út ra Út nhổ cỏ cả nhà, tranh thủ buổi sáng á. Trời mát. Wow. Hồi nãy quên đem bao tay á. Cái không có đeo bao tay lúc ướt cái này. Mà nóng có mà mấy cái ớt mà giờ cái tay nóng ghê luôn. Nóng nha. Không đeo bao tay vô. Giỏi. Nãy em quên đem bao tay ra cái thôi làm luôn. Rồi, con thứ hai. Trời. Đẹp quá. Cái ghế bố nè. Cái này là cái ghế này bây giờ đem lên đi nướng gà luôn. Ghế này si ba chao rồi cả nha. Ôi thằng ê hề luôn. Mới để mới hăng nước nữa. Mới rồi nó mới đủ. Anh này sẽ đem gà lại nướng. Nóng dã man. Ở đây nóng lắm cả nhà ơi. Cái than này á, trưa nắng mình giờ không có thấy lửa đỏ đỏ mà ngồi gần á đổ mồ hôi hột luôn á. Trời, nó vàng rồi nè ơi. Nó vàng rồi nè, nóng quá vậy, vàng cái đít trình ơi. Trời, cái da nó sát vô luôn gà ơi. Nó không có mở để mở phòng lên luôn á. Con nãy tập thể dục dữ lắm hay gì á. Chào Huyền đang hái mớ rau trà đó cho gà ăn. Rau trà dưới đây á mọc non ngon lắm đây nè. Mỗi ngày có lục bình thì mình cũng sẽ đi vớt lục bình cho gà ăn. Nó mềm lắm. Bả rau nè. Ăn đây con. Mía nè. Bé xoài vàng nè. Bé nâu là con này. Bé đẹp nè. Con này là bé xám. Còn mấy con vịt là abu.
con này cả nhà là con gà trống, mà nó còn nhỏ, lông lá nó chưa có đầy đủ như người ta. Nhìn thắt cười ha, có đít nó kìa, cái đít nó trơ trơ bắt cười quá, thấy cưng lắm, nó hiền khô à. 15 phút anh hai ngồi đây, anh hai quay quyết liệt luôn cả nhà. Già, nó đã bị khét. Nó già khúc đó nè. Trong thời gian anh hai nướng, Nguyên sẽ đâm nước chấm cho 1 muỗng rưỡi muối, 3 muỗng đường. Hôm nay Nguyên sẽ đâm muối ớt xanh nha. Mình để ớt xanh vô. Cái đây là tỏi phi, cho miếng vô luôn cho thơm. Này công thức mới cả nhà ơi. Nhà có tỏi phi còn á, mình thấy thơm quá mình để vô thử. Đem lại đây ngồi đâm. Nóng lắm luôn á. Hết chanh rồi, Nguyên sẽ cho giấm vô nha. Nãy giờ đã nướng được 50 phút rồi cả nhà. Trời ơi, cái đùi thì vàng nhưng mà cái mình còn trắng tươi à. Than á bây giờ lụi tàn luôn. Than vừa nó cháy mau mà nó cũng lụi mau. Bạo phát bạo tàn. Đúng rồi. Dẫn cả nhà lên trên đây hái trái đu đủ ăn nha. Trái đu đủ của mình nè. Hỏi ủa sao đây cũng thấy rồi. Hồi tái này đem dưới luôn cho cá ăn. Bị gầy quá. Cái tái này sáng định lên hái mà rụng nè. Cây này bị gầy quá nha. Bữa nó bật gốc. Tái này thấy hơi cưng ha. Chút xíu à. Cây này chưa ăn trái nào hết. Hồi Tết thì có hái để mà trưng thôi. Cây bên đây là ăn trái này là trái đầu tiên. Cứng lắm cha, múc muỗng được. Ôi, em rào vô nó mềm ấy, mới múc muỗng được. Vậy mà nó rụng muỗng à. Em lấy cái dao bào á gọt. Mấy cái này nè cả nhà, để cho cá ăn. Mềm lắm. Nguyên hồi mới về là chưa có đu đủ, bây giờ mình trồng đu đủ ăn ngán luôn. Đủ ê hề luôn rồi. Nè cả nhà, thịt ghê luôn. Mời cả nhà ăn miếng nha. Mời nha. Ngọt quá chừng. Cái màu đẹp quá à. Cái màu đẹp quá cả nhà ơi. Đẹp không? Bây giờ cái màu nó vàng quá luôn. Em nghĩ là nó đã sắp chín rồi nè. Chín rồi đó. Dạ. Chuẩn bị là em ra. Làm nãy giờ lên màu đẹp đã ha. Xong rồi nè cả nhà ơi. Trời ơi nó vàng mà nó thơm quá. Anh hai nướng dữ ta. Xuất sắc. Nãy giờ bao lâu rồi? Hồi nãy giờ nướng là được 1 tiếng 20 phút rồi đó. Nó vàng luôn. Rồi xong. Quá là đã. Nó vàng hết trơn mà. Ừ, vàng ngon quá luôn. Trời ơi, đang nướng khéo dữ ta. Lâu lắm á.
Một tiếng rưỡi. Muốn cũng lửa review mà biết chín hay không. Dạ tới giờ đem xuống luôn là một tiếng rưỡi nè cả nhà. Trời ơi. Dạ dọn ha. Thơm nè. Vẻ ngon. Màu ngon ha. Màu đẹp vậy ha. Màu đẹp. Thơm phức luôn. Đã mút. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Em bé nhỏ lắm nè. Chào cô chú. Chào ông bà, cô chú con. Chào đi. Xin chào cô chú. Xin chào ông bà, con chào cô chú. Mày cô ba nè. Chào. Chào miếng cháu nguyên ngon phẩm một cách mới. Có gì đâu, cái này nước muối xanh mà. Muối xanh đó, à đúng rồi. Thì nó màu xanh thôi. Đúng rồi. Nhưng một và một muỗng được rồi Út. Nước chấm này là muối ớt xanh nhưng mà Quyên đã thay đổi phong cách. Đó chính là để thêm tỏi phi của cô ba và cái lá cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh. Dạ. Để cho nó có màu xanh. Chi bữa tôi thấy cái gì. Còn ớt á. Còn ớt là Quyên chỉ để có 4 trái rồi cả nhà. Cho nên cái màu nó cũng hơi kỳ kỳ chút nha cả nhà. Chín rồi nay ơi. Mãi anh nói không chín vậy. Gà nó dai dữ ta. Ờ bị gà đất mà. Gà này. Gà vuông đất mà. Đất nó dai vậy. Nhỏ nữa không? Nhỏ nữa đây nè. Ừ. Nó tròn rồi nè. Ừ ngon quá ha. Thơm phức. Bác này thích ăn mấy đó. Mày thích ăn mấy gì ha. Ừ. Chín từng. Mày ăn thử không thịt nha, tại con ướt con sợ không biết có mặn không á. Chín tầng ngon quá. Nước mắm làm ngon quá. Chín chấm á. Mẹ thấy có cái mùi thơm của hành phi không? Tỏi phi á. Đủ hết. Dạ, dễ ăn lắm. Dạ. Quan trọng là cái đùi. Còn mắm luôn. Wow. Nóng là nóng. Còn nóng lắm. Wow. Cái thịt ở trong á còn ướt ướt luôn á cả nhà, nó không bị khô nha. Ừ. Cái đuôi đâu? Cái đuôi có chút chiếu à. Hai con luôn. Sẵn tay rồi cái mình để ra cái ăn luôn cái nè. Đùi dài dữ nha, cái chân này nó dạ. Dạ trống mà. Coi đây em khăn ướt đây không? Con này bự hơn con nãy nè. Bự hơn, mà kiểu nó khó xé hơn. Ừ. Là xé hai con trống hết hả? Chắc em không hết. Ăn cái đùi đi. Đó, cha đó. Cha dùng cái đùi đi cha ơi. Mẹ thôi mẹ không ăn nữa, mẹ tự gắp. Thôi cha có mẹ phải có cha luôn. Ăn cái đùi mẹ ăn cái đùi chứ. Đúng rồi. Đây nè. Cái đùi quá dài luôn. Này con tặng Út nha. Ôi một cái chứ. Em ăn thịt thôi để anh đừng cái đùi ăn thịt được rồi. Vậy là em ăn cắn gì rất là thích ăn cắn. Rồi hai cái cho nó bé. Thịt sườn ngon lắm á. Sườn với thịt ngon lắm á. Thêm miếng thịt nữa. Chị ai thích ăn bên cái phần thịt ướt ướt cả nhà. Ừ. Ăn thử rồi. Rồi mẹ cho ăn đi mẹ. Nhưng mà giờ mẹ cho mẹ đổi này lại đi. Bị gì để mẹ lấy thịt. Cái này mẹ bự quá. Bự. Thì đây, như mẹ thích ăn chéo cánh thế này. Ừ. Đúng rồi. Rồi thôi cả nhà mình mời cả nhà dùng gà nướng với gia đình Quyên nha. Rồi mời cả nhà. Thôi, rồi nhà. Mời cả nhà. Các con để cho cha cái đùi thì cha nhận. Cảm ơn. Nhưng mà bây giờ để ra cha vừa để lại ăn. Cha phải ăn cái xương nè. Cũng nhận. Cha thích ăn á. Ừ. Cái cần cổ. Cái này nè. Không. Cha thích ăn cần cổ với lại cái đùi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, cái đó cặp cặp luôn. Đó. Cái đùi cái cần. Cái đó ngon á. Con để cho cha người lớn rồi con phải kính mấy cái đó là được là phải rồi nhưng mà cha không vô. Cha không thích ăn đùi lắm cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà mình nha. Dạ. Thử coi cái này có ướp để ướp cái gì à, con ướp chỉ có muối ớt tỏi với lại hạt nê cái gì ta bột ngọt. Ừ. Này kia nó thơm thơm nè. Dạ nó thơm mùi tỏi nhiều. Dạ đúng rồi, rồi còn quét tỏi lên nữa. Nướng lâu
Cái này ra tay luôn à? Dạ. Này là mình cha la gai miếng bia nha cả nhà. La xét miếng bia mới được. Ừ. Úc chỗ cục thịt này dễ ăn, Úc để con xé đùa đi cho. Để con xé này chỗ cái này hơi dai rồi. Đúng rồi. Cái này gà vườn. Ừ. Úc ăn cái này trước đi, con xé này cho. Cái này ra tay luôn Úc ơi. Ừ. Này, ăn gà nướng này mình có giờ mình xé đi. Đâu á. Ừ, hấp táo. Hấp dẫn. Ngon ghê ta. Đã quá trời đá luôn. Ừ. Như là lần đầu mình nướng kế bên cái xịa gao luôn nè cả nhà. Rồi mời cả nhà luôn nha. Dạ. Chị hai ăn thử coi em với anh hai làm có ngon nha. Vừa miệng á. Ăn nước da cũng vừa mà chấm thêm nước chấm đậm đà hơn. Dạ. Rồi mời cả nhà luôn. Đầu bếp nè. Đầu bếp mà. Cả dài. Thiệt luôn á. Lạ. Là dài lắm. Mà da kiểu nó dễ giặt nè. Chứ không phải là da theo kiểu sống. Ngon quá. Con gà này tập thể dục quyết liệt luôn à. Mà cái da nó còn giòn á. Dạ. Ăn cái da còn giòn em. Ừ. Còn da nó còn giòn. Nước chấm kiểu này cũng ok ha. Mà anh thấy nước chấm có cay không? Cũng không cay lắm. Được. Bốn trái ớt à? Còn nóng mình đem lên mình ăn liền mà sao da không giòn được. Bởi da giòn gụm luôn á. Này đã lắm. Mai mốt chắc mình phải làm thêm nữa à. Ngon quá. Ăn người thích rồi đó. Dạ. Mốt một con hầm xả. Thôi nhưng mà mình thích nướng hơn vậy hà. Ngon quá. Ở đây có xôi nha cả nhà. Cô ba gửi cho. Cái này giống như ở tiệm luôn nay. Ăn gà nướng với xôi á. Đúng rồi. Dạ. Thường thường mình đi mua gà nướng là sẽ có tặng xôi á. Đúng bánh bao. Nên để mẹ thử cục xôi coi. Vừa ra tay bóc lên vậy đi. Dạ. À, cặp chung. Xôi cặp chung với gà. À, thử nha. Được không? Xôi này hơi khô ha. Không có chê được gì hết. Ok. Quá đã luôn. Tại sao em để tủ lạnh á. Em quay mai còn quay lại cái nó hơi khô khô. Quấn gà với xôi. Đã luôn. Mời cha. Mời cái nhà nha. Rồi mời cái nhà mình nha. Có ớt nè trời. Ớt nè chị. Mời cha ăn ớt. Cha ớt nè, ớt trái cây nè cha. Phải lắm. Ớt trái tim. Đây nè. Con không biết bây giờ nó cay không nữa. Cái này là mình bóc tay đi. Rồi. Em ăn một cái cháo cánh thôi, còn cái cháo cánh nào không? Thì đắt lắm á. Hở rồi. Ừ, cầm chị dâu rồi quá. Cái ngon vừa là nước chấm nó có tỏi thơm kìa. Nước chấm này còn sáng tạo ghê. Có để tắt nữa. Rồi hết chanh con để giấm luôn. Con công nhận cái này làm thế cái gì ta? Bột tạt hả? Hay. Để có màu xanh. Mà không dùng ớt nhiều. Rồi hết chanh con để giấm vô. Ý cái phô câu đâu không bỏ để cho cha. Phô câu. Phô câu nhỏ quá. Bẻ phô câu á sâu sâu á để cho cha. Đây này, câu sâu sâu đó. Anh ăn luôn đi ngon lắm. Đó, quên quên nữa, đợi cái này của cha. Đây 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 đây. Đó. Nãy còn tiếp cái đó đó. Vừa nãy làm hết cặp rồi. Ngọc kê. Ngọc kê. Ăn trứng gà được không? Làm cái đuôi này coi. Cái đuôi. Hôm bữa chặt cái phô câu mà nhỏ nhỏ. Cha chê nha. Cho khoái bự bự. Cho bự cho mấy tháng. Mà nhập gà mình nuôi á. Cái phao câu nó không có bự. Nhỏ xíu. Cái phao câu nó nhỏ xíu à. Cái đít nó chút xíu à. Cảm ơn nè. Mẹ, cho coi mẹ ăn gì. Rồi. Rồi mời cái nha. Đó đã. Thôi bây giờ cái công cực khổ của con ha. Thôi giờ con nhận đúng ra phải nhận được cái này. Đúng rồi. Cái phần rồi. Cái đó là cái phần hợp lý luôn á. Nãy là tặng cho cha rồi cả nhà, nhưng mà giờ cha cha, cha nhận mình đi ha. Cha nhận. Cha cho con thì con cũng nhận luôn. Cảm ơn cha. Rồi mời cả nhà nha. Dạ. Cạp luôn, để cạp luôn. Giờ sao mà chịu nổi trời. Lấy ly bia vô gót cho nó ly bia. Đó. Chậm. Rồi mời cả nhà nha. Tình cha ấm áp. Rồi để tới liền. Tình cha mới. Nè.
thịt gà cái này nó dai nhưng mà nó không có bị khô. Bên trong nó bên ngoài nó giòn, cái da nó giòn nhưng mà bên trong nó kiểu nó mềm mềm, nó dai dai. Ngon. Nó không bị khô đúng không? Ừ. Ngon. Nó có khi mấy con này là con gà mình nó tao banh ra tao phai tao nướng muối ớt rồi mua về có khi nó ăn cũng khô. Đó. Dạ đúng rồi. Nó bị khô. Đặc biệt là cái phần ức á rất là khô luôn. Nhưng mà ăn gà này mình, anh hai nướng á cái độ nó vừa tới luôn cả nhà. Cái phần ức nó còn không có bị khô, nó còn có nước nước. Thường thường mấy cái đồ này nè, con trăm này nè, nếu như em nướng không kỹ ha nó sẽ bị nín. Nhất là cái đùi với cái cánh á. Dạ. Nhưng nãy mình chim chim mình lấy cái mũi dao mình chim á. Bây giờ nó không có còn nín nữa thấy không? Dạ. Thử cái da đi. Dạ ngon lắm. Ừ, nó giòn. Ngon quá. Hôm nay làm gà ai cũng thích, vui ghê. Vui ăn mứt tươi này hợp lý nhất. Hồi đó giờ chị Hai rất ít khi mà ăn da gà luôn cả nhà. Chị này thử miếng da này ngon quá, nó vàng ươm luôn nè. Ăn thử rồi. Nè thử ngọc kia nè. Cho con hả? Ừ. Nó giòn. Nó giòn ha. Rồi. Nó giòn á mình ăn dai được luôn á. Mình hồi đó ăn dai đâu, gà luộc này nọ đó, da mềm nó ăn không được. Gà nướng ăn được. Trời ơi, nó ló mắt nó dòm xuống đây có một miếng mà thấy thương gì đâu á mày ơi. Con, mày nói nè. Hồi còn có lỗ đó mà con dòm không thấy nội nó thì con. Ở đây nha con nằm đây chơi tiếp xíu nha. Nha. Ngon quá. Con gà này nó dai. Dẻo. Cái độ dai quá nhiều luôn. Đất. Dăng gọn được. Trời đất ơi. Một kê nè. Dạ. Béo hả chà? Này nó cái nó mềm với nó béo hả? À. Còn đem cái miếng thì ngân cân. Ngân cân. Ủa bằng hết đi đồ còn cái nữa nha Úc ơi. Ok. Rồi có ăn phô câu cho đẹp mặt không Ngân, đẹp da không? Đây. Để cái phô câu nha. Phô câu mini. Phô mini nhỏ ăn phô câu nhỏ. Năm ăn cái rồi Úc cái đi. Không thì có xử. Không thì có xử. Chị Năm để cho đó. Không biết gì. Nó đùi xong cái no luôn. No luôn. Thẹt cái đùi này. Mình thấy cái nó gần nửa con gà luôn này. Nhiều quá nè. Dạ. Mà thịt nó chắc đó cha. Còn cái đùi này chị Hữu Quyên nè. Trời ơi. Mẹ gấp cho mình một cái đùi nè cả nhà ơi. Để vô luôn. Cái đùi này nha. Siêu to khổng lồ. Cái nhiều nha. Ấm áp. Đó. Để qua. Hồi nãy là tình cha ấm áp, giờ tới tình mẹ ấm áp nè. Không mà kiểu chấm này ngon đó. Cái này gọi là nước chấm thần thánh. Ngon quá. Nó chấm thần thánh của tôi đây nè. Quá trời cái đùi. Biết còn biến tấu rồi, biết còn lá cải mà cũng làm nước chấm được. Hay chứ. Thì giống như bồ tát. Thấy rồi đó, cả màu xanh lên lá già nữa, lá già. Con muốn tạo màu xanh. Tại không đủ ớt. Trời ơi, nãy không nói cha đi vô hỏi. Ớt nhiều cay hai ăn không được. Cái da này có cầm nó giòn gũm mà gũm à. Dạ. Mà nướng lửa than là vậy đó, nó giòn. Ừ. Bởi lúc trước mình hay làm cay lắm không? Ông gắn ăn. Tân vậy ăn cay dở. Ừ. Còn dở. Cho nên thôi. Không phải mình không lá mình lẻ ớt lắm, tự không nói này không dám để nữa. Ừ. Cái phần đó là nhà có em bé. Xăm rồi đó nó hay ăn, bởi vì mẹ làm cay nó không được. Mà con ăn cay cũng dở. Vậy mà trái ớt này không cay, mà trái ớt dài này cay. Hột quá, nó cắn hột đỏ lum. Ít thôi, cay. Cái này nó the the à, mà cái này cay dữ nè. Út ăn đi coi. Ăn đi Út. Út thấy mê không? Tính ra nãy giờ gia đình ăn cũng nhiều chứ. Hết hai gà rồi, em phút 3 giây hết cho hai gà rồi. Con gà nếu mà con gà nướng nào hãy trong nhìn mình hai con mình ăn hết. Dạ. Chứ mình không nấu lẩu là ăn không hết. Lẩu nó cháo rồi. Ôi trời. Ăn cái đùi này quá no luôn cả nhà ơi. Nãy ăn một cái đùi thôi mà. No luôn.
Con tăng gái của đồ rồi hả? Lấy cha cho con cái. Cả nhà ơi, hôm nay hai anh em nướng gà quá thành công luôn. Mà tính anh hai quá dữ. Hai nướng chứ còn đâu có làm gì đâu. Có làm đâu. Hai ngày nướng mấy tiếng bà cũng có mấy tiếng. Một tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi. Ồ, nướng đâu. Ngon. Rồi cả nhà ơi, thì thôi á, tới đây á, là Quyên cũng xin kết thúc video nha. Sáng giờ mình chia sẻ với cả nhà như đó. Chúc cả nhà có ngày mới vui vẻ. Và hẹn gặp mọi người ở video tới. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.